Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay cửa hàng mình có mua một con xe tải về để vận chuyển xe phục vụ cho tất cả các anh em ở mọi nơi nha. Đây là chiếc xe mình vận chuyển xe cho các anh em ở đường xa nha. Đây, chiếc xe Suzuki của mình là mang biển số là 60C07591. Rồi, thì đây là chiếc xe này mình chuyên vận chuyển cho các anh em ở xa nha, vận chuyển những cái con xe con nè. Bên mình thì có chuyên cầm đồ, cầm đất ra, mình tính lãi rất là mềm nghe các anh em. Tính lãi rất là mềm để phục vụ cho tất cả các anh em mọi nơi. Anh em nào mà muốn mua xe thì liên hệ tới mình ha. Mình liên hệ tới mình sẽ vận chuyển xe tới nơi cho các bạn luôn. Đây là chiếc xe Attila đây. Đây chiếc xe Attila là có ông anh ở Long An đặt mình. Đây là, bây giờ mình chuẩn bị là bắt đầu cuộc hành trình vận chuyển xe ở Long An nha các anh em. Đó. Mình gàn dây rất là kỹ nha. Cái đây là cái áo để chùm xe nè. Mình mới ginh xe lên thôi để ngoài này mình quay cho nó rõ cho các anh em nghe, mấy anh em thấy luôn. Còn đây là cái áo để chùm xe lại để như mình đi đường xa đó, đừng có bụi bặm ha. Đây chiếc xe này mình mới vừa bán xong nè các bạn. Xe này mình bán với giá là 11.500.000 nha. Đó. Đây là cuộc hành trình mình chuẩn bị bắt đầu nghe anh em ơi. Thì anh em nào muốn mua xe thì liên hệ tới mình nha. Kênh YouTube của mình là Minh Kiệt Channel nha. Mình chuyên bán các dòng xe, mình cầm đất mình bán cái nghe các bạn. Đó. Cái xe tải này của mình đây. Đó, mình mua về để phục vụ cho tất cả các anh em ở mọi nơi nha. Đó. Rồi thì anh em nhớ ủng hộ mình nha. Ngày nào mình cũng có đăng clip lên cho nghe anh em ơi. Đăng clip lên để đăng xe lên hết. Ngày nào cũng có 2-3 chiếc mình đăng lên để phục vụ cho tất cả các anh em. Những anh em nào mà không có xe đi làm hay là không có xe đưa con đi học, hoặc là những bạn sinh viên ít tiền gì đó, những bên dòng xe bên mình thì bán rất là rẻ nha. Đó, thì anh em nào thích mình thì hãy liên hệ với mình để đặt một con xe mình vận chuyển nha anh em ơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.